Đấy nhá, mấy anh em chuẩn bị mua xe ô tô, đi xe ô tô nhá. Anh em phải làm quen dần với cái cảm giác này anh em ạ. Đấy, đường thì đông. Lắm lúc tôi cũng chỉ muốn bỏ xe ra đi xe máy cho nó nhanh thôi. Đây này, ông xem trước, ông xem sau này. Ông nào mà học lái xe mà không không khéo, không để ý một chút mà muốn bao luật bao đỗ gì ấy, thì chắc là đến ném xe là đi bộ thôi. Đấy, xe chèn lên, xe chèn xuống ở chỗ quay đầu đường Tố Hữu này. Ơi giời ơi, cái ông đỏ kia ông đi thế thì toang đấy, mãi mà chẳng quay đầu được anh em ạ. Đấy, làm quen dần anh em nhá. Mình tiện thể chia sẻ luôn cho anh em đến lúc quay đầu, nhưng quay đầu thì tìm cái chỗ nào được phép quay ấy, ở đây không phải chỗ nào được phép quay đầu đâu. Đấy, đọc biển cho nó kỹ. Cái thứ hai, quay đầu thì đi chậm thôi, đi thực sự đi chậm thôi, và cố gắng nhìn gương, gương hậu rồi gương trái gương phải, căn làm sao cho cái xe của mình ở cái khoảng cách nó phù hợp nhất. Cứ đi từ từ thôi, không cần gì phải nhanh cả. Đường Hà Nội cũng không đi nhanh đâu.